Bạn nào có nhu cầu mọi liên quân hạ Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop Perigaming.vn. Đây là shop bằng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mua ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Hello mọi người, mình là Kelly đây. Hiện tại là 4 giờ chiều rồi mọi người ạ. Mình vừa mới ngủ dậy luôn mọi người ạ. Ui, dạo này thức đêm nhiều này, mụn nó kiểu nhiều cực kỳ luôn á. Đây là view phòng của mình anh em ạ, nhìn ra biển luôn. Nhưng mà view phòng này thì không đẹp bằng trên tầng 26 rồi. Hiện tại mình đang ở tầng 15 á, cái căn nhà mình vừa mới thuê á. Nhà này thì mình cũng chưa làm video review cho mọi người. Chắc hôm nào mình sẽ làm video review cho mọi người nhé. Đây anh em nhìn nhà mình không khác gì đống rác luôn đúng không? À cả mấy cái đồ này con Nhung bảo là nó định deco phòng cho mình, trang trí phòng cho mình. Nhưng mà gần một tháng rồi, nó để mấy cái đồ này ở đây mà chưa deco cho mình luôn anh em ạ. Đây là đống quần áo chưa giặt, nước ngọt, xoài, hoa quả, nước ngọt luôn và đồ ăn. Dạo này mình bị nghiện lên Minh anh em ạ. Nghiện nào rồi. Nên là bị kiểu bị lười á. Bao nhiêu lần mình bảo là mình chăm chỉ để mà ra video rồi nhưng mà vẫn chưa ra đều cho mọi người xem. Mình thấy mình lười quá mọi người ạ. Sắp Tết rồi mà vẫn còn lười. Thời tiết Hà Nội kiểu dạng vừa kiểu mát mát ấy anh em. Kiểu giống như Tết ấy, sắp Tết rồi mà đúng không? Đấy anh em nhìn này, thời tiết này kiểu dạng thích lắm. Ở dưới kia có mấy bạn đang chơi bóng rổ này. Oh, hello em gái, đi đâu về đây? Đi đâu về? Đi xuống dưới sảnh đi. Xuống dưới sảnh làm gì? Nhưng mà tao chưa tắm. Bây giờ lâu rồi mình không làm vlog kiểu ăn uống ấy mọi người. Mình có đặt ở trên TikTok về một món ốc gác bếp anh em ạ. Nghe thấy lạ không? Mình nghĩ rất ngon lắm này. 2 cân ốc gác bếp 570k. Đấy anh em thấy đắt không? Mình nghĩ đắt chắc ngon. Đây phòng em gái thì gọn gàng sạch sẽ này. Bảo deco phòng cho người ta mà chưa thấy deco. Có ăn ốc gác bếp không? Để tao lên nấu. Hay là thôi tao đi tắm anh nhá, tí tao xuống quay video cùng nhá. Mẹ đang đợi ở dưới rồi. À, trời lạnh như này có 3 ngày chưa tắm thôi mà. Thôi, thế để tí xuống quay video xong ăn ốc nấu ốc xong thì tắm sau cũng được anh em ạ. 3 ngày tiết kiệm nước. Làm gì làm dậy vẫn phải đánh răng rửa mặt trước. Làm gì làm. Một tháng nữa chưa đánh răng rồi mọi người ạ. Làm gì làm. Hôm nay đúng quay video có khác. Quay video phải đánh răng rồi xé. Nó nói thế thôi chứ không phải mình một tháng chưa đánh răng đâu nha. Không phải đâu mọi người ạ, một tuần đấy. Cái này là sự thật. Mình kiểu uống nước ngọt nhiều nên tháng đánh 2 lần đấy. Ai mà biết được. Đây anh em ơi, đây con xe của con Nhung mua tặng mình anh em ạ. Đây trời hôm nay đẹp hết nhở. Mày mặc thì nhìn như gân phố à. Hay là đây cô bé cứ như cục bông luôn. Bé này 3 tháng mà nhỏ xíu xíu. Cẩn thận giấm vào bé. Đây, 2 cân đây. Ây chà chà. Đây, con to chưa anh em? Tuyệt vời. 4 giọ luôn. 4 giọ này là 2 cân nhá. Đây anh em ạ, đây là ốc gác bếp anh em ạ. Ốc gác bếp nhưng mà vẫn còn sống nhá. Kiểu ốc ngủ đông người ta treo lên bếp ấy, còn to lắm anh em ơi. Cái này là cái gì đây? Xả với cả chanh.
Bây giờ mình sẽ cho ốc uống sữa bò anh em ạ. Đấy. Bây giờ cho sữa này vào xong ngâm tầm 30 phút. Đấy, bây giờ mình cho xả, cho ớt các kiểu vào. Bây giờ mình hấp lên anh em ạ. Đây anh em ơi, mình đã làm xong nước chấm này, ốc cũng đã chín hết rồi anh em ạ. Nhìn hai cân nhiều vai anh em ơi. Ôi, cái gì đây Út? Sao ốc gì mà to thế? Mới rửa mặt xong à? Sao mặt ai ra nhìn đẹp trai ấy nhỉ? Vừa tắm xong. Đúng, chuẩn bị đi làm đi việc có khác, có gái có khác nhỉ? Đúng rồi. Đây làm thử con đi. Ôi, chọn con to nhất luôn. Ôi trời. Đây. Ăn phải ngập mồm. Thử em nào. Ui, thơm thế. Ui dồi ôi, ăn được hết luôn đấy. Đây đây, cầm nước chấm đây luôn. Thế nào? Ngon. Đáp cá bếp dưới ơi. Đấy. Đó một con đấy nhá. Một con nữa luôn. Ui lại con to nhất luôn. Làm đây. Ngon thế. Thành cô làm con to nhất luôn. Đây để cho gần đây để cho Út quay đấy. Đừng có hứng cái bát vào nhá. Ok. Đừng có hứng bát vào mồm ấy. Hứ đâu. Thế hứng cái bát vào mồm thì nước chấm coi như hỏng ấy. Ok. Đã quá bếp đi ơi. Môn thằng Thành này mấy ngày nó chưa đánh răng. Mưa áo cũng coi. Đây mọi người ơi. Làm con to ăn cho nó sướng anh. Ngon. Ngon không? Ngon. Đây em ăn đi. Ok. Đây. Chị ơi, chị ăn nấu các bếp không chị? Rồi tí vào phòng rồi ăn cho chị tham đi. Người thử trước đã. Tưởng ăn luôn anh em ạ. À. Anh em ạ. À. Mang đến tận phòng cho nó ăn. Nhưng mà thật ra là thọc này. Đã quá Pepsi ơi. Ăn thôi anh em ạ. À. Không có cái chọc nên mình dùng lấy đúa của mẹ để mà vót ra để mà chọc anh em ạ. À. Ăn đầu. Đừng có mách mẹ nha. Ăn nha. Ui dồi ôi. Đã quá Pepsi ơi. Bây giờ là chiến thôi anh em ạ. Ăn thử con ốc to nhất luôn. Đây rồi. Đây nhìn con ốc này. Ui sổ ơi. To chưa. Ngày xưa mình hay ra ngoài ruộng bắt ốc. Bắt ốc là kiểu là bắt được con nào xong mang lên nướng con đấy ăn luôn anh em ạ. Kiểu lúc đấy ngon vãi. Đây chấm nhá. Muối ớt huyền thoại. Ngập ớt luôn này. Thử em nào. Ăn con to ấy. Ngon. Ăn mà cay quá. Cay à? Cay hơi kêu. Ngon quá anh em ơi. Đây, ăn con to. Con to nhiều thịt này. Cay không? Hay là lấy nước mắm ra ăn? Lấy nước mắm đâu ra? Lên nhà đấy. Mày chạy lên đấy. Đây anh em ơi. Ui sổ ơi, nhìn tuyệt vời quá. Mình lướt trên TikTok nha. Cái này là mình đặt về tầm khoảng 1 tuần rồi anh em ạ. Mình không có thời gian làm mà mình lướt trên TikTok thấy mọi người ăn kiểu mình thèm một kiểu luôn. Con này là 570, gần 600k đấy anh em ạ. Đắt nhưng mà công nhận ngon. Cái này có ăn được không? Ăn được không?
ta thấy mọi người bảo là cái gì ở trong nó ăn được hết, tại vì nó gác bếp ấy, lâu rồi nó không ăn gì ấy. Ruột nó các kiểu nó không có gì. Nãy cho nó uống sứa nhưng mà không thấy mùi sứa, tại vì mình ngâm nhanh quá ấy. Lâu rồi mình không làm video ẩm thực nhỉ. Anh em muốn mình làm video ăn uống kiểu thì comment nhá. Đây. Anh Tuấn ăn không đây, anh ngồi ăn. Làm miếng. Cay à? Đây. Trong phòng tao có nước lọc, nước ngọt có. Chắc kênh mình bây giờ sẽ chuyển sang kiểu dạng ăn uống thôi. Tại vì mình thấy mình lướt lại video ngày xưa của mình á, toàn mấy video ăn uống không, mọi người xem cực kỳ nhiều luôn. Đấy nên là anh em muốn mình ăn cái gì thì anh em comment nhá. Ví dụ thử thách ăn 100 con đông dừa chẳng hạn. Đấy, mình mua đông dừa về ăn luôn. Nhưng mà mình không có tiền vay con Nhung. Hợp lý. Ôi, ngon. Không biết ăn được hết con này không nhỉ? Ăn đi, cay à? Cay à, có nước mắm ngon. Em đấy, chạy em đấy đi. Dưới đó. Uầy, nhìn này. Làm miếng đi. Đây là chấm cho này. Con to. Không thích ăn con to à? Ơ, đũa đâu rồi? Rơi rồi. Đây anh em ơi. Mình mời anh em nha. Anh em biết hôm nay ai camera không? Thành Côn chuẩn bị làm việc, mình nhờ nó ra quay hộ luôn. Thèm quá, quay lên. Đây, vào đây ăn đi. Anh Tuấn quay cho nó xíu. Vào đây làm miếng cho khi thấy ngồi ở ngoài trong máy chắc đói lắm đúng không? Đúng rồi. Đâu cho vợ ông để xuống dưới hết đi. Cho mượn phát. Đây, cho mượn phát. Anh Tuấn ăn không? Em chấm cho một con. Không ăn. Nhớ thế. Em thấy ngon chứ. Đây. Quá ngon. Con này là con ốc bươu. Con ốc bươu vàng nhỉ. Ăn đâu? Không ăn nữa à? Tao ăn hết kìa nhá. Ăn đi. Ôi xời, đơn giản. Mày biết từ hôm qua tao chưa ăn gì không? Từ hôm qua chưa ăn gì? Điều đã qua bếp chưa? Con này bình thường kiểu dạng ngày trước là kiểu mùa phay lúa gặt lúa ấy, kiểu mùa nước kiểu có ốc ấy, là mình đi bắt mang về bán thì được có cân 3.000 thôi, nhưng mà đây cân 200 mấy ấy, anh em ạ. Ngày trước là nhiều ấy, bán cân 3.000 cho vịt ăn. Ngày trước cân 3.000 mà đi chơi điện tử 5.000 một tiếng rồi. Nhưng mà ngày trước ở ruộng nhiều lắm, bắt một phát chắc khoảng chục cân thôi. Đi mò ốc đi chơi nát. Được phát 30.000 làm lon sờ tinh đỏ, ngồi thâu đêm đến sáng chơi liên minh rồi. Được của nó đấy. Combo game thủ. Còn làm bát mì nữa tuyệt vời. Đẹp không? View đẹp không? Đây, anh quay gần máy. Đây, anh em nhìn con ốc này.
Đây, sợi. Úi sợi luôn. Ui giời. Chấm này. Cái này. Xoay bánh. Nếm kem. Chấm sữa. Tá quá Pepsi ơi. Thì cái tay của nó mang đến rửa mặt thì tuyệt vời luôn đây. Lúc đấy đá quá Coca luôn. Cay quá. Nhưng mà mình nghĩ mình ăn được hết. Tại vì từ hôm qua mình nhịn ăn chưa ăn gì luôn mà. Ăn ốc phải ăn ngon to như này mới sướng anh em ạ. Có nước muối ra không? Có. Trong dai ngoài giòn. Chỉ có thể là mì cocomi. Quá chuẩn luôn. Vì mà em là xui. Lần nào con cũng sẽ về. Tết này về không con? Lần nào con sẽ... Lần nào mẹ cũng hỏi Tết này về không con? Tay vừa hứng ướp tự nhiên rau của người ta. Mùi toạc. Ra làm miếng đi anh Tuấn này. Tí hết đấy. Còn nhận nhiên mà. Thế đi ai đổ vỏ đấy? Tí cho anh Tuấn đổ vỏ. Tí cho anh Tuấn đổ vỏ. Không ăn nhưng vẫn phải đổ vỏ à? Đánh gôn chân ra bị gái đổ vỏ à? Không. Không bao giờ. À. Chắc video mình đến đây kết thúc rồi anh em. Cay quá. Bye bye anh em nha. Anh em muốn mình làm video gì thì comment nha. Đây để mình quay. Đấy dân chơi đấy.